Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Và thế là chúng ta lại có mặt trong chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Và hôm nay chúng ta cùng bàn thảo về một câu nói rất nổi tiếng của Albert Einstein. Đó là sự từ chối. Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Nhờ vậy mà tôi biết cách tự giải quyết sự việc. Albert Einstein, bộ não vĩ đại của thế giới. Chúng ta nên hiểu điều này ra sao? Trong cuộc đời, Thượng Đế luôn sắp đặt mọi thứ rất đúng lúc, đúng chỗ. Ngài thường phái đến những người sẵn lòng giúp đỡ chúng ta khi gặp khốn khó. Đôi khi, Ngài lại cũng phái đến những người từ chối chúng ta một cách thẳng thừng. Nhưng chính những người đó lại tạo cơ hội cho chúng ta tự giải quyết vấn đề của mình. Do vậy mà chúng ta lại được trưởng thành. Khi hiểu được điều này, thì thay vì tức tối hay oán giận kẻ từ chối, chúng ta lại biết ơn họ mà không quên cảm ơn Thượng Đế của mình. Bây giờ cần phải hành xử ra sao? Xác lập cho mình một tâm thế đón nhận và hài lòng với tất cả những gì xảy đến với mình. Nếu thuận lợi và có sự giúp đỡ, hãy biết ơn và tăng tốc đi bạn. Nhưng nếu bất thuận và từ chối, hãy biết ơn và tự tìm giải pháp cho mình đi bạn. Bạn sẽ trưởng thành đấy, chắc chắn là như vậy nhé. Luôn tự nhủ, tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Nhờ vậy mà tôi biết cách để tự giải quyết sự việc. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta lại chúc nhau có một ngày mới an vui, gặp nhiều may mắn, tràn trề năng lượng để giải quyết công việc của mình một cách xuất sắc. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi cũng gửi đến quý vị, các anh chị và các bạn lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tham dự chương trình này. Và chúng ta lại hẹn gặp nhau vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.